Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2021 của tuổi sửu, chi tiết về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tháng 6 năm 2021 không phải là khoảng thời gian may mắn đối với người tuổi Sửu. Bạn cần xác định tinh thần đối diện với nhiều điều không như ý muốn, vì thế tốt nhất đừng có chủ quan, làm việc gì cũng cần suy nghĩ kỹ càng, đánh giá tình hình thực tế cho thật chính xác. Dưới ảnh hưởng của cục diện Sửu Mùi tương xung, con đường sự nghiệp của bạn sẽ vấp phải nhiều trắc trở cho dù bạn là người có năng lực hành động có ý thức làm việc xong bạn lại không tránh khỏi những mâu thuẫn với bạn bè đồng nghiệp có những lúc bạn nên hạ cái tôi cá nhân xuống một chút chú ý lắng nghe ý kiến của mọi người nhiều hơn đặc biệt là người làm lãnh đạo không nên chuyên quyền độc đoán nếu tự tin thái quá bạn có thể mắc những lỗi sai không ngờ đến đâu phương diện làm ăn chi tiêu cũng không có dấu hiệu phát triển tích cực trong thời điểm này Bản tính cứng đầu, nóng này khiến bạn dễ vướng vào tranh chấp, thị phi, khó tìm được cơ hội làm ăn triển vọng, thậm chí phải hao tài tốn của mới giải quyết xong rắc rối mình gây ra. Theo tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi sửu âm lịch, đại hao xuất hiện cũng là dấu hiệu chứng tỏ bản mệnh phải chi tiêu cho nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, thậm chí làm ăn thua lỗ, cần chuẩn bị trước một khoản tiền dự phòng cho các sự cố bất ngờ. Tình cảm cũng phủ một màu ảm đạm dưới tác động của tương xung và ngũ hành thổ vượng bạn và nửa kia dễ mâu thuẫn, có nhiều ý kiến bất đồng trong cuộc sống. Nếu ai cũng cứng đầu, không muốn nhường nhịn nửa kia thì tranh cãi dễ nổ ra, thậm chí tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xuất hiện, phá vỡ hạnh phúc gia đình. Tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi sửu âm lịch về phương diện sự nghiệp. Muốn sự nghiệp phát triển thuận lợi hơn trong tháng này, người tuổi sửu cần phải chú ý nhiều đến cách hành xử của mình cục diện tương xung báo hiệu có nhiều điều sẽ không diễn ra như bạn mong muốn vì thế chớ nên chủ quan cho rằng mình luôn là người đúng có thể thấy rằng thời điểm này bạn luôn nung nấu quyết tâm thể hiện bản thân mong đạt được thành tích khiến người khác ngưỡng mộ bạn biết rõ mình nên làm gì và xác định được rõ đích đến cho bản thân đồng thời sẵn sàng bắt tay vào nhiệm vụ mà không hề nao núng tinh thần tích cực ấy ắt hẳn sẽ giúp bạn có một khởi đầu công việc vô cùng thuận lợi thậm chí khiến cấp trên đánh giá cao và đồng nghiệp noi gương ngưỡng mộ tuy nhiên bạn cần nhìn nhận rõ hơn thực tế trước mắt cũng như năng lực của chính bản thân mình bởi có đôi khi bạn chưa thể đánh giá được chính xác vấn đề trước mắt hãy dành thời gian để lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh đừng cứng đầu cứng cổ bảo thủ với ý kiến của mình đến mức sẵn sàng mâu thuẫn với người khác trong môi trường làm việc bạn cũng cần hạn chế xen vào những tranh chấp nội bộ nên tập trung hơn vào việc mà mình đang làm thái độ tọc mạnh có thể gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ của bạn thậm chí đẩy bạn vào vòng xoáy thị phi kiện cáo Nguyệt lệnh lâm mộc dục cũng cho thấy những người tuổi sửu còn trẻ tuổi dễ dàng rơi vào trạng thái âu lo, thậm chí vì công việc bấp bênh mà đánh mất phương hướng của mình. Những lúc như vậy, bạn nên hạ cái tôi cá nhân của mình xuống một chút, đừng ngại hỏi xin ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình, chắc chắn họ sẽ giúp bạn xác định được phương hướng đúng đắn cho mình. Tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi sửu âm lịch về phương diện tài lộc xem tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi sửu âm lịch, cục diện tương xung ngáng trở cũng khiến cho con đường tài lộc của người tuổi sửu trở nên gập ghềnh, chắc trở hơn khoảng thời gian trước đó nhiều. Tháng này cho thấy quyết tâm làm giàu không ngơi nghỉ của bản mệnh, song tiếc là bạn lại chưa tìm thấy được hướng đi đúng đắn cho mình. Thậm chí, bản tính nóng này còn dễ đẩy bạn vào tình cảnh mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc khách hàng, đối tác, khiến việc kiếm tiền bị cản trở bạn cần chú ý hơn trong mọi việc đừng để cái tôi cá nhân quá mạnh mẽ chi phối mọi quyết định của mình nhiều khi bạn là người trong cuộc thì không thể đánh giá được bao quát tình hình như người ngoài cuộc hoặc người giàu kinh nghiệm đâu người làm ăn kinh doanh cần chú ý làm ăn chân chính tránh sử dụng thủ đoạn hoặc tìm cách hãm hại cướp công của người khác cách kiếm tiền không lành mạnh không trong sáng dễ đẩy bạn vào tình cảnh bị kiện cáo phải mất tiền mới giải quyết xong lùm xùm rắc rối đại hao khuyên bản mệnh cũng cần chú ý hơn trong lĩnh vực chi tiêu bạn không nên bỏ quá nhiều tiền để chạy theo xu hướng. Trước khi rút hầu bao, bạn cần biết trong túi mình có bao nhiêu tiền để chi tiêu cho đúng mức. Đồng thời, tháng này bạn dễ mất tiền vì những lý do bất ngờ, vì thế cần luôn để dành một khoản tiền tiết kiệm để đề phòng bất chắc. Tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi sửu âm lịch về phương diện tình duyên. Đường tình duyên của người tuổi sửu cũng ít có dấu hiệu phát triển tích cực cục diện tương xung ảnh hưởng nặng nề đến đời sống tình cảm vợ chồng hai người thường xuyên có những ý kiến mâu thuẫn bất đồng mà không ai chịu nhường ai khiến cuộc tranh cãi ngày càng có xu hướng trở nên gay gắt bạn nên dành thời gian lắng nghe ý kiến của nửa kia nhiều hơn không nên lúc nào cũng đề cao quan điểm cá nhân của mình mà hạ thấp ý kiến của người khác có thể những lời nói nặng nề của bạn sẽ gây tổn thương khiến quan hệ đôi bên dần trở nên xa cách Tử Vi khuyên bạn dù quan hệ vợ chồng có không được hài hòa cũng chớ nghĩ đến việc giải sầu ở bên ngoài. Hãy chủ động giữ mình, có khoảng cách với người khác giới, đừng để kẻ thứ ba có cơ hội chen chân vào mối quan hệ gia đình, gây tổn thương cho những người thân yêu nhất, đồng thời cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Người độc thân đang đặt ra những yêu cầu quá cao với nửa kia tương lai của mình, khiến cho công cuộc tìm người phù hợp trở nên bế tắc. Bạn cần có cái nhìn thực tế hơn về chuyện tình cảm, đồng thời mở lòng hơn khi tiếp xúc với các đối tượng khác giới. Khi được người thân, bạn bè giới thiệu cho làm quen một ai đó, bạn nên cho bản thân và người kia một cơ hội, bởi biết đâu sau khi thử trò chuyện, hai bạn lại hợp nhau đến bất ngờ. Tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi sửu âm lịch về phương diện sức khỏe. Thật may mắn là dù phải đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống thì bạn vẫn luôn có một sức khỏe tốt, giúp bạn có tinh thần vực dậy sau vấp ngã để có thể tiếp tục duy trì thể trạng này bạn nhớ sinh hoạt điều độ ăn uống đầy đủ và cân bằng dinh dưỡng đồng thời có chế độ thể dục thể thao hợp lý vừa với sức của mình dưới tác động của nguyệt lệnh lâm suy khuyên bạn khi phải đối diện với khó khăn nên suy nghĩ lạc quan tích cực không nên tự trách móc bản thân quá nhiều khiến mình rơi vào trạng thái âu lo căng thẳng mệt mỏi nếu có thể tốt nhất bạn nên tâm sự với những người đáng tin cậy như vậy bạn sẽ nhanh chóng tháo gỡ khúc mắc có hướng đi mới trong cuộc sống cẩm nang vượng vận cho từng tuổi sửu trong tháng 6 âm lịch năm 2021. 1. Kỳ sửu thuộc mệnh hỏa, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, hăng hái, nhiệt tình trong công việc nhưng cứng đầu cứng cổ, không biết lắng nghe. Quý nhân, tị, dậu. Tiểu nhân, mùi, ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, cà phê. 2. Tân sửu thuộc mệnh thổ, nam kế đô, nữ thái dương khẩu quyết, quan hệ xã giao không hài hòa, dễ mâu thuẫn với lãnh đạo, đồng nghiệp. Quý nhân, hợi, tý Tiểu nhân, mùi, tuất. Màu sắc may mắn, xám, nâu. 3. Quý sửu thuộc mệnh mộc, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, vợ chồng mâu thuẫn, thường xuyên tranh cãi, có dấu hiện dạn nứt. Quý nhân, tí, tỵ Tiểu nhân, tuất, ngọ. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. 4 sửu, thuộc mệnh kim, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, chớ nên vội vàng đầu tư, kinh doanh, tiền bạc dễ thất thoát. Quý nhân, mão, hợi. Tiểu nhân, dần, thân. Màu sắc may mắn, vàng kim, trắng. Năm, đinh sửu, thuộc mệnh thủy, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, nên đánh giá tình hình thực tế chính xác hơn, không nên tự kiêu tự đại. Quý nhân, tí, sửu. Tiểu nhân, dậu, ngọ màu sắc may mắn tím nâu cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại